Theo ghi nhận trên báo Nhân dân, vụ lúa năm nay đạt thắng lợi kép do lúa trúng mùa được giá. Có thời điểm ở một số địa phương lúa được bán với giá từ 7.600 đến 9.200 đồng một kg tùy từng loại thóc. Giá lúa tăng giúp cho nông dân tăng thêm lợi nhuận từ 30 đến 52%. Cục Thủy lợi lưu ý là các địa phương cần xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn cân đối để bố trí cơ cấu sản xuất mùa vụ, thời điểm xuống giống lúa phù hợp và có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước. Báo tuổi trẻ dẫn thông tin về tình hình ngập lụt đến 17 giờ chiều ngày 27 tháng 9 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Tại Nghệ An, mưa lớn gây ngập 1.600 nhà dân, 830 nhà dân bị cô lập, 40 điểm đường giao thông cùng với 76 điểm cầu tràn bị ngập. Tại Quảng Bình, mưa lớn gây chia cắt 5 thôn bản thuộc huyện Minh Hóa và một thôn ở huyện Quảng Ninh. Đến chiều ngày 27 tháng 9, nước đang rút. Dự báo là hôm nay 28 tháng 9 ở khu vực Thanh Hóa, phía bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Đông Bắc, Việt Bắc và Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 90 mm. Tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 đến nay được đánh giá là có nhiều chuyển biến tích cực sau thời gian dài gặp khó. Các chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ, tổng vốn đầu tư nước ngoài đều tăng trưởng khả quan. Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng, như vậy những giải pháp phục hồi kinh tế của thành phố đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố cần có cơ chế chịu trách nhiệm và khắc phục tâm lý sợ sai của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, kết hợp phân cấp phân quyền mạnh hơn cho các cấp địa phương. Mặt khác, cần sớm khởi động lại đề án Trung tâm Tài chính Quốc tế để gia tăng nội lực vốn cho nền kinh tế. Theo thông tin trên báo thời nay, mới đây trong phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh, thành phố tại Hà Nội thu hút 116 doanh nghiệp tham gia và tuyển dụng 16.600 lao động. Các chuyên gia dự báo là kinh tế thành phố Hà Nội những tháng cuối năm có mức tăng trưởng tốt sẽ kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Khu vực thương mại dịch vụ thì các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng nhân viên kế toán, nhân viên nghiên cứu thị trường. Nhóm ngành bán buôn và bán lẻ tuyển nhiều nhân sự ở vị trí nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân. Nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo tuyển lao động ở vị trí công nhân sản xuất, công nhân lắp ráp linh kiện. Giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,8 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi. Theo tìm hiểu của báo Lao động, ngoài lý do cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống, có vốn làm ăn, người lao động không nghĩ đến hưởng chế độ hưu trí và thiếu niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Đề xuất các giải pháp cụ thể, một số ý kiến cho rằng là cần tính toán để người lao động được vay một khoản tiền tương đương khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy họ không rút bảo hiểm xã hội một lần, không bị mất đi thời gian đóng bảo hiểm xã hội và vẫn có tiền. Thưa quý vị, theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, Việt Nam có nhiều tiềm năng sản xuất muối nhưng hàng năm chúng ta vẫn phải nhập khẩu cả trăm nghìn tấn muối. Trong khi đó thì muối nội địa giá trị thấp, tồn kho nhiều và diêm dân vẫn phải sống nhọc nhằn trên những cánh đồng muối trắng. Người làm muối xót xa khi nói rằng là 3kg muối mới được một cốc trà đá. Vì vậy mà ý kiến chuyên gia cho rằng là việc cần làm lúc này là phải tổ chức được diêm dân hợp tác với nhau để sản xuất, tạo quy mô lớn, sản xuất muối sạch hơn, xây dựng các kho chữ muối để tránh tình trạng bị thương lái ép giá, đồng thời phải đa dạng hóa sản phẩm, cùng với đó là tích hợp các giá trị bảo tồn các làng nghề sản xuất muối. Năm học 2023-2024 là năm thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, quá trình giảng dạy chương trình mới với sự lưu hành của 3 bộ sách giáo khoa, các thầy cô giáo đánh giá là mỗi bộ sách có ưu điểm, nhược điểm riêng. Tuy nhiên cũng có khá nhiều rắc rối khi mà cùng một nhà trường nhưng năm trước học bộ sách này, năm sau lại học bộ sách khác. Vì vậy mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết, trong đó có nội dung đề nghị Quốc hội xem xét quyết định chủ trương tiếp tục thực hiện việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa